gia đình bà Hà Thị Nở là một trong những hộ dân đầu tiên tại khu vực Thượng Thành, Kinh Thành Huế tự tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho địa phương. Trong lúc chờ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư mới, gia đình bà chuyển đến phòng trọ tạm thời. Sau nhiều năm sống tạm bợ trong cảnh nhà dột cục xiêu trên đất di tích, nay gia đình bà được cấp một lô đất rộng 104m² để làm nhà mới. Là ở cái đất Thượng Thành này rất là khó ở, là vì hồi đất này là hồi xưa là phú chùa, nhưng mà mình có cái lấn của nhà cửa là mình tới đây là mình dụng dạng với mình chiếm để mình ở, nhưng mình ở đi là gần 40 năm thôi, nên chỉ giờ chưa nói chung là khi đâu thì làm cái giờ choi, thấy ai ở thì làm cái choi dọ để ở, thì sau này giờ chưa dành được quy định để quay gì làm tái định cư để an cư lập nghiệp. Theo kế hoạch, trong đợt đầu tiên sẽ có 575 hộ di dời ra khỏi khu vực di tích, trong đó có 340 hộ đủ điều kiện để cấp đất tái định cư. Trong tháng 2, thành phố Huế sẽ hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Đến nay đã có 365 hộ nhận đủ tiền đền bù. Mình nếu đã cho dân dựng tiền thì phải cho dân biết cái chỗ định cư là đất nằm chỗ nào để cho người ta để ra làm nhà. Chứ con họ cực khổ là vì dù như tiền bạc họ không có. Rồi lỡ con cái đống đào ăn chập thấm tiền thì lấy tiền đâu mà làm nhà. Thành phố Huế cũng hỗ trợ các hộ phải di dời, mỗi hộ ít nhất 2 triệu đồng một tháng để thuê nhà trọ trong thời gian chờ đợi được giao đất làm nhà. Những hộ sớm bàn giao mặt bằng cũng được thưởng từ 4 đến 7 triệu đồng. Về cái việc nhận đất tái định cư thì tổng số hộ nhận đất tái định cư đợt này là 340 hộ. Thì có 333 hộ đã được nhận đất tái định cư và phía Ủy ban thành phố đang tiến hành các thủ tục là sớm cho bà con để mà ban hành cái quyết định giao đất để mà bàn giao đất thực địa cho bà con. Đối với những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở theo phương thức chìa khóa trao tay. Về lâu dài, sẽ có các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn để người dân đến nơi ở mới có được sinh kế bền vững.